Hello anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang tới cho anh em một combo theo như cảm quan đánh giá cá nhân của mình là tốt nhất dành cho các game thủ. Chúng ta sẽ có ở đây một mẫu main tới từ Gigabyte, mẫu main B560M Arus Pro. Dòng B của năm nay đã vô cùng tốt rồi, chưa kể đây là dòng Arus nữa. CPU dĩ nhiên là CPU Intel Core i5 11400M, một trong những mẫu CPU được rất nhiều người đánh giá là tốt nhất dành cho game thủ mà Intel đã từng ra mắt. Và một thành phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng đó chính là về phần card họa. Card họa là RTX 2060. Mức giá của RTX 2060 có thể nói bây giờ là không được rẻ bằng với ngày xưa, thế nhưng vẫn là một trong những mẫu card họa tốt nhất ở trong tầm giá mà anh em có thể mua để chơi game trên khung giải Full HD hoặc thậm chí là 2K. Thì rồi, về phần card họa thì có lẽ anh em đã biết quá nhiều rồi, thế nên mình sẽ bỏ ra bên ngoài và tập trung vào hai cái thành phần linh kiện chính, đó chính là main. Thì với mẫu main, đây là dòng Arus, thế nên về phần thiết kế là sẽ cực kỳ tốt luôn, và hệ thống tản nhiệt cho phần CPU cũng ấn tượng. Các bạn có thể biết được rằng là mẫu CPU Intel Core i5 11400F này vẫn là tiến trình 14 nanomet và chúng ta sẽ có 6 nhân về độ xử lý và xung nhịp sẽ là rơi vào khoảng chừng 4.4 GHz và mẫu CPU này sẽ không thể ép xung được, dĩ nhiên rồi vì đây là dòng ép mà. Và bởi vì cái tiến trình vẫn giữ nguyên, cái mức xung nhịp được tăng lên cao, thế nên cái hệ thống tản nhiệt cho VRM, tức là cái khu vực cấp điện cho CPU hoạt động, cũng được tốt hơn. Và theo như mình nhìn thấy ở đây là hệ thống phê điện được cấp điện theo gọi là kiểu 12+1, tức là 12 phê điện cấp điện cho phần khu vực phần CPU và một cái sẽ cấp điện cho bên trong khu vực gọi là khu vực cache. Thì cái nếu mình nhìn vào đây, tức là đánh giá sơ bộ thôi chứ mình chưa mở hẳn ra để mình xem, thì cái mẫu main này hoàn toàn có thể gánh được Intel Core i7, Intel Core i7 11700 và hoàn toàn tốt. Còn nó i9 thì chúng ta vẫn lựa chọn những cái mẫu bò chủ dòng Ryzen của Gigabyte sẽ hiệu quả hơn. Và cái hệ thống heat sink tản nhiệt đấy sẽ được bố trí làm hai bên, gọi là hai cái miếng nhôm cực kỳ to, phải kiểu to vãi thiệt. Mình không ngờ rằng mẫu quay chủ dòng B, tức là gọi là phân khúc tầm trung, cũng được đầu tư về hệ thống tản nhiệt vô cùng tốt, kể cả khu vực IO cũng đã có che chắn rõ ràng. Và cái khu vực khe RAM thì các bạn sẽ có tổng cộng là 4 khe, và bus RAM hỗ trợ của CPU và main bây giờ đã rơi vào khoảng chừng là 3200 rồi. Mình đã sử dụng một bộ kit RAM tới từ Gigabyte luôn, và bus RAM lên được 3200 vô cùng đơn giản và dễ dàng. Còn khu vực phần SSD thì sao? Phần SSD ở đây thì chúng ta sẽ có hai slot SSD, trong đấy sẽ chỉ có một slot hỗ trợ PCIe 4.0 và slot còn lại sẽ là 3.0, bởi vì cái băng thông mà mẫu CPU này hỗ trợ sẽ tổng cộng là 20 làn, 16 làn chúng ta đã dành cho VGA rồi và 4 làn chúng ta sẽ dành cho CPU. Mặc dù là RTX 2060 vẫn là PCIe 3.0 nhưng mà về cái hiệu năng thực tế thay đổi thì không quá nhiều đâu. Hoặc là bạn nào nếu thích thì có thể nâng lên dòng kiểu RTX 3060 GB cũng được, cái đấy là kiểu là cảm quan và túi tiền của mỗi người thôi, nên mình không thể quyết được. Và cái phần khu vực khe PCIe 4.0 chúng ta sẽ có thêm một cái miếng heat sink tản nhiệt, bởi vì những cái dòng SSD 4.0 bây giờ một số dòng thì đúng là có hệ thống tản nhiệt giỏi thật, bởi vì cái lúc mà thời gian đầu PCIe 4.0 mới xuất hiện ấy, những cái mẫu main không được trang bị kèm sẵn những cái heat sink lớn đâu, thì mình đã có ở đây một mẫu gọi là SSD của Gigabyte luôn, mẫu SSD Arus, thế nhưng sẽ không theo kèm cái hệ thống heat sink bởi vì main đã có sẵn rồi. Và cái nhiệt độ của bộ SSD này cũng rất tốt, khi mà mình test qua, tức là mình có kiểu là copy file, thì nhiệt độ SSD hoạt động rơi khoảng chừng 50 độ C và tốc độ đọc rơi khoảng chừng 5000 MB trên một giây và tốc độ ghi rơi khoảng chừng gọi là 2000 năm, là cao hơn rất nhiều khi so với PCIe 3.0, đọc méo cả mồm. Và bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng cho các bạn để thấy combo tốt nhất dành cho game thủ trong tầm giá là như nào, và mình sẽ test trên độ phân giải là 2K. Tính ra là trong combo mình vừa gửi tới cho các bạn ấy,
mỗi CPU là không phải của Gigabyte thôi, còn lại toàn bộ các cái thành phần linh kiện đều tới từ Gigabyte. Chúng ta sẽ có vỏ cây tới từ Gigabyte, tản nhiệt Gigabyte, RAM của Gigabyte, mà card đồ họa dĩ nhiên là của Gigabyte RTX 2060 chơi game rất tốt rồi, CPU là của Intel, main là của Gigabyte, à cả mấy cái quạt nữa, cái quạt thì cũng đến từ một hãng khác. Thì đối với combo như này, theo như đánh giá của mình và một số người sau khi mình tham khảo, là tốt nhất dành cho những bạn nào có nhu cầu sở hữu một bộ PC, có nhu cầu là chơi game này, dựng video, thì đấy, một cấu hình như này sẽ là tốt nhất. Và ý kiến các bạn như nào, đừng quên để lại ở ngay dưới một bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.